Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Không thể để nó chạy lung tung ở trong thành được, phải nghĩ cách. Thạch nhâm quái nhân này không phải chúng ta có thể đối phó được. Đi, chúng ta mau quay về cứu viện. Một mình anh đi nào được rồi, tôi phải ở lại giúp anh ta. Hơi, nếu đổi lại là bình thường, một chiêu của mình có thể giải quyết được rồi. Sao phải kéo dài thời gian như vậy làm gì? Bắc Huyền Tiên Tôn, dụ nó qua đây. Ok. Vãi cả Bắc Huyền Tiên Tôn. Cơ hội tốt. Nham Chi Liêu Nha. Đờ mờ, như vậy mà cũng không chết luôn sao? Ma Nham Chi Đồng, Toàn Sơn Đà La. Là ma pháp cao dài, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Ủa, là trưởng quan đã gặp ngài vào thành. Cẩn thận. Cậu làm gì vậy? Hồi nãy tôi thấy đống đá này đang động đậy. Đây là tình huống gì vậy? Chưa hề nói nham thạch quái nhân sẽ ăn thịt người. Còn có hơi thở. Đưa cô ta về xác nhận lại thân phận một chút. Vâng, trưởng quan. Chờ đã. Anh không giải thích một chút hay sao? Tại sao trong cơ thể của nham thạch quái nhân lại có người sống? Không thể nào nói được. Trần Bắc Huyền, sao vậy? Không có gì, tôi chỉ là đang suy nghĩ chuyện của nham thạch quái nhân. Ơi, nghĩ không thông. Chúng ta về trước thôi. Mạc Phàm, không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Vào lúc mấu chốt cô cũng khá là dũng cảm đấy. Hai ngày sau, Trần Bắc Huyền, cậu ở đó không? Tìm tôi có chuyện gì? Có một nhóm bạn học mất tích rồi. Chúng tôi chuẩn bị đi tìm người, cậu có thể đi cùng với chúng tôi được không? Mất tích sao, sao có thể chứ? Bọn họ buổi sáng muốn đi lên núi đính rèn luyện. Kết quả đến bây giờ vẫn chưa quay về, cũng không liên lạc được. Tôi lo lắng bọn họ đã gặp phải nguy hiểm gì rồi. Lâm Thất Huy, đừng nói nhiều như vậy nữa, chúng ta tranh thủ thời gian hành động thôi. Tôi cũng đi. Hơm, đến lúc đó tên phế vật ngu si tứ chi phát triển, sĩ gái lão cứt chó, tỏ vẻ tri thức cậu đừng làm liên lụy đến chúng tôi. Mọi người chia nhau ra mà tìm. Tôi đi lên phía trên xem thử. Đó là thứ gì vậy? Nguy hiểm kìa, lé đi.